Sớm giờ đi đâu cũng nghe nhạc xuân hết trời. Còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết, vậy mà bây giờ đi mở nhạc xuân làm như ngày mai mùng 1 vậy đó. Nghe nhạc Tết luôn không chịu nổi luôn á. Thế gần tới Tết rồi, thấy mẹ mua hoa trang trí nhà quá trời luôn. Mẹ chị mua hoa thiệt hay hoa giả? Hoa thiệt không à, mua nhiều rồi thắc mắc. Vậy chị mua hoa giả đi, giống như nhà em vậy nè, xài xong rồi cất vô bột, năm sau lấy ra xài tiếp, khỏi sợ bị tàn. Vậy trong clip này bọn mình sẽ làm chậu hoa trang trí nhà cửa nha. Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Chào bạn. Và việc làm đầu tiên của mọi người để cho team mình có thêm động lực đó chính là đăng ký kênh để mau mau đạt được 5 triệu subscribe đi nhé mọi người. Anh Vinh ơi, Tết đến rồi hay là anh làm cái clip đạp heo đất cho em có tiền thì xì đi. Tham tiền quá vậy. Anh Vinh ơi, Tết rồi mình làm hoa đi. Hả? Đàn ông con trai cao to đen hơi vậy nè mà đi làm bông, đi làm hoa. Đúng rồi đó, con trai mà đi làm bông không có ra cái hệ thống gì hết á. Đúng không anh Vinh? Quyết định làm cái clip về hoa nha mọi người. Vinh đang nghĩ cái gì nữa ta? Con trai mày đi làm bông. Không lẽ anh Vinh là BD ta? Hoa, nó là một cái chủng loại quái dị, nhận được sự yêu thích từ các phái nữ và đặc biệt á là các quý cô. Yeah, em thích hoa lắm luôn á. Anh đang nói tới quý cô chứ không phải là trẻ trâu, hiểu chưa? Và mấy em ở đây là muốn một mình làm một chậu hoa hay là chia nhóm nhau làm cho nó khỏe? Chia rồi. Rồi chia nhóm nhau đi, lộn xộn nhau đi. Biết lắm mà, thế nào nó cũng chung một đội. À, đội này tính làm hoa gì đây? Dạ hoa oải hương. Cái gì? Dạ oải hương. Trời ơi trời, nghe cái tên không thấy uể oải quá vậy. Còn đội bên này làm hoa gì? Bọn em làm hoa hồng. Tôi giả cái mỏ rụng không còn cái răng giờ bên này là đặt nói chuyện điệu nữa. Còn đội này? Hoa slip anh Vinh ơi. Gì slip gì anh nội? Ý anh nháo là hoa tulip chứ không phải slip anh Vinh ơi. Tại anh nháo á, không có nhớ tên. Để làm một bình hoa ải hương cần những nguyên liệu sau đây: bình bông, ống hút tím màu xanh, dây chì keo hai mặt, hai cuộn keo sáp màu xanh. Mình sẽ chọn màu tím làm bông và màu xanh làm lá. Chị Dương ơi, chị làm lá đi, còn em với chị Thảo làm bông cho. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bông nha. Bước 1, đặt ống hút xuống, dùng tay đè dẹp nó xuống như vậy nè cho nó dẹp lép luôn. Để với bạn vuốt chi chị Thảo, để trên vuốt cũng được mà. Giờ lấy kéo cắt nè. Mình sẽ cắt ống hút màu xanh ra làm hai, sau đó cắt nhọn phần đầu như thế này, dùng kéo vuốt mặt ngoài của ống hút cho nó thẳng và dảnh ra ngoài sau. Tụi mình tính làm hoa tulip nhưng mà nghĩ kỹ lại, hoa nó xấu quá, tụi mình sẽ chuyển qua làm hoa lan hồ điệp trắng. Chất liệu bọn mình dùng là vải von màu trắng dùng làm cánh hoa, màu xanh dùng làm lá. Còn đây là nhị hoa nó màu vàng. Giờ tụi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nha. Lan hồ điệp là có hai cánh bự, ba cánh nhỏ. Giờ bọn mình sẽ lấy cái ly này nè, làm cái khuôn. Lấy dây kẽm ra, đây tao làm cho. Cánh bự mình sẽ lấy ở thân ly, còn cánh nhỏ mình sẽ lấy ở đá ly, buộc lại nè. Rồi. Xong được cái khung cánh qua bự rồi nè. Tiếp theo tới anh Ngáo bọc vải von. Đưa lên trên. Đó. Cái miếng vải von nè bạn, coi giãn được luôn nè. Đó, giờ mình sẽ bọc vào cái khuôn nha. Quang ơi, đưa cho anh cổng chỉ. Dạ, nè anh Ngáo. Rồi, sau đó mình sẽ buộc cho nó chắc lại nha các bạn. Tới cổng chỉ buộc vào cái khuôn. Làm nhanh đi anh Ngáo ơi. Thế là có được một cánh hoa nha các bạn. Làm tiếp. Team mình như đã nói nãy quyết định chọn hoa hồng. Bọn mình chọn chất liệu là dây ri băng màu vàng, tượng trưng cho năng lượng và hạnh phúc. Màu tím tượng trưng cho lãng mạn và tinh tế. Màu hồng tượng trưng cho sự tươi mới, nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Gấp lại bên đây luôn đại. Rồi mình sẽ đính keo vô. Nhanh lên. Gấp lại đại. Vậy đúng không? Lấy xuống băng keo cho tao dán vô coi. Mày dính đi để tao dán cho. Một cái hoa hồng bọn mình cần ít nhất là 5 cái này nha các bạn. Mình có mấy dây ghi băng màu hồng với màu vàng để làm. One hour later. Các bạn lấy những cánh hoa này nè, chồng lên nhau, xong rồi lấy xuống băng keo dán lại. Rồi chồng lên đi, lấy xuống băng keo. Rồi, ịnh lên thanh. Dán lại giùm đi. Rồi, tiếp theo. Rồi, ịnh vô. Rồi. Ịnh cho ngay nha. Dán tiếp đi. Rồi. Đây là keo sáp, là dụng cụ để làm bông. Mình sẽ lấy keo sáp quấn vô cái thân cây này để làm cái thân cây của hoa hồng. Quấn vô đi Ngọc. Quấn cho kỹ nha. Mình đã quấn xong cái thân cây nè, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách cuốn hoa hồng. Các bạn lật ngược cái bề này lại, rồi lấy xuống bắn keo, bắn một cái đường dài như đây nè. Rồi lấy cái cây này cuốn nó lại. Cuốn vô đi Ngọc. Cuốn cho đẹp. Từ từ thôi Ngọc. Nóng quá Ngọc. Khéo. Ngọc quá khéo rồi.
cái bạn gáp cái cánh hoa này càng dài thì cái bông hồng nó càng bự. Bây giờ bọn mình sẽ gáp hai cái sợi dây hồng này lại với nhau cho nó dài ra. Gáp lại. Để xuống mấy keo đi. Tim mình chỉ làm 5 cái hoa hồng thôi. Tiếp theo mình sẽ cắt mướt nhét vào cái chậu này. Nhanh đi. Trước tiên là đo. Tôi ngay vậy đợi. Ok. Bước cuối cùng là cắm hoa vô chậu. Vũ Hanh mày cắm đi. Thôi tao cắm hoa xấu như quỷ vậy đó. Cho Ngọc cắm đi. Ngọc. Rồi để tao cắm luôn cho. Cắm đi. Cắm đi Ngọc. Chỉ cho đẹp nha. Ừ. Quá đẹp luôn rồi. Team mình là đội hoàn thành đầu tiên. Ê, chút nữa quay clip xong á, tụi bay nhường tao đem cái chậu hoa này về chưng Tết nha. Ừ. Có đậu không? Đẹp quá. Team của tụi mình đã làm xong mấy cái khuôn của cánh hoa bự và cánh hoa nhỏ rồi. Nhiệm vụ của mình với anh Ngá là lấy vải vôn bọc vô thôi. Còn nhiệm vụ của mình làm lá của Lan Hồ Đẹp. Cuộc vô. Thế là xong một cái lá. Thế là xong một cái bông nữa. Cái bông hoa lan hồ đẹp trắng này gồm có hai cánh bự và ba cánh nhỏ. Bây giờ mình đang gáp nó vô nè. Các bạn lấy chỉ buộc cho nó chắc lại nha. Chứ mà nó xúc một cái là mấy cánh hoa nó gớt ra luôn á. Nè, quấn cuốn hoa đi Quang. Ừ, mình sẽ dùng keo sáp quấn chặt cái cuốn hoa lại. Sửa mấy cái nhị hoa lại cho nó xéo xéo với nhau, nhìn nó mới tự nhiên. Đó, xong một bông hoa rồi, để vô nữa. Mình cũng làm xong được một cái bông nữa rồi nè. Thường thường là chậu hoa lan nó ít bông dữ lắm, cho nên team tụi mình quyết định làm chỉ có 6 bông thôi. Anh ngáo 6 cái ngón tay làm 6 cái bông đúng rồi. 5 minutes later. Sau khi có đủ số bông cần thiết, giờ mình sẽ gắp bông vào cái cây. Cắt cái cọng dây chì ra nè. Lấy cái bông cặp vô cọng dây chì, lấy dây sáp quấn lại. Bọn mình đã cuốn xong cái nhánh của bông hoa rồi nha. Mình có 1 bông à. Mình được 2 bông. Mình được 3 bông. Giờ tụi mình sẽ cắm hoa và cái chậu hình con heo. Cắm vô. Hoa lan này nè, mấy nhánh nó dài lắm, bẻ cho nó cong cong xuống. Biết rồi. Trời ơi là trời, là mấy cái này không biết chừng nào mới cắt xong nữa. Làm có chậu bông mà cực dữ. Cắt muốn gụng cái tay luôn. Mà được có 1 cây ống hút mà. Cắt có một chút xíu, không biết chừng nào mới xong nữa. One hour later. Sau khi cắt hết ống hút rồi, bọn mình đang gáp lại nè. Rồi quấn lại thôi, cho nó chặt lại, rồi gáp lá vô. Sỏ cây kẽm trắng vô cái ống hút tím nè. Chị Dương ơi, chị quấn cái thân cây xong chưa? Xong rồi nè. Dạ, chị đưa em đi. Tiếp theo mình sẽ lấy cọng dây chì này, mình sẽ quấn vô cái thân cây nha. Các bạn cuốn nó theo cái thân cây cho tới hết cái ống hút. Vậy là được một cái bông hoa hải hương. Mấy chị thì làm bông, còn nhiệm vụ của mình là chỉ gắn lá cho thôi. Nhét mút vô trong chậu, cắm thôi là mấy đứa. Dạ. Rồi. Con Phương này nó cắm hoa cho ngắm nhang vậy trời. Vậy chị cắm sao? Người ta phải cắm xéo hoa xéo lại xen kẽ nha nó mới đẹp. Cắm thử mấy cây dài mình phải cắt bớt, phải có cây dài cây ngắn nó mới đẹp. Đó, cắm vô. Còn không Phương? Dạ còn. Đây chị Thảo. Rồi team mình làm xong luôn nè. Kêu Vinh cái cắm điểm nha. Rồi đây kêu anh Vinh. Cắm cái lá cuối cùng xuống. Cuối cùng cái chậu hoa lan hồ đẹp trắng của bọn mình cũng đã hoàn thành rồi. Nhìn trái, nhìn phải, không có cái đội nào mà làm hoa đẹp như đội mình hết trơn á. Lần này đội mình vô địch chắc rồi. Đem lại cho anh xin cảm điểm. Để anh xin rồi, để vô ra nè. Dạ. Quay đầu ra. Ok. Để coi coi ba chậu này ha. Nhìn vô
Cái hoa này là hoa oải hương, làm công phu lắm à nha. Cho 9 điểm. Wow. Yeah. Ủa là 9 điểm không được 10 điểm. Ừ. 9 điểm là bởi vì ở cái đầu của mấy cái nhánh hoa nè, nó còn bị lòi cái cây ra, thấy chưa? Cái thứ hai là nó bị lòi kẽm. Đây các bạn nhìn thấy nè, kẻm màu xanh nó bị lòi ra nè. Đó, 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 bị trừ được chưa? Dạ được. À, thấy công sức nhiều, chấm cho 9 điểm. Không biết quý, còn chê nữa hả? Đợi em anh Vinh. Đợi em đây. Hồ điệp trắng của đợi em anh Vinh ơi. Ok. Nhìn vô cái chậu hình con heo là anh thấy là đẹp rồi đó nha. Dạ. Lan hồ điệp trắng ha. 8 điểm thôi à. Ủa sao 8 điểm vậy anh Vinh? Nhìn mút nè. Nhìn nè. Thấy gớm không? Người ta trang trí mút, ghim mút vô làm sao cho nó đẹp đẹp, cho nó mịn mịn chút xíu, cưng làm bấy nháy hết trơn, thấy gớm. Yeah. Cái thứ hai á là mấy cái bông đây nè, các bạn nhìn kỹ đây, cuốn chỉ bị lòi ra. Oh, đó bị no. Lòi chỉ tứ tung hết trơn, không khéo léo bị trừ thêm một điểm nữa, chỉ còn 8 điểm thôi. Đó, yeah. Phục chưa? Dạ phục. Dưới cái nữa nè, mấy cái lá của hoa lan á nó bị sai, không có cây hoa lan nào mà cái lá nó bằng nhau hết trơn á. Ủa em thấy mấy chậu hoa lan lá nó bằng nhau mà ta. Còn cãi nữa. Đây, dỡ chậu hoa lan lên. Này. Đây là cái chậu hoa lan thật nè. Hãy nhìn cho kỹ vào đi. Cái lá này nó là bao nhiêu đây? Nó so với cái lá này thôi là thấy là hai cái lá này là kích cỡ nó không bằng nhau rồi đó. Hợp lý chưa? Hợp lý. Còn cãi nữa, muốn bị trừ điểm thêm không hả? Dạ thôi. Đây đây đây. Đấy bông hồng giải của bọn em. Bao nhiêu điểm anh? Sâu quá 6 điểm à. Hả? Bông hồng giải của bọn em làm cực khổ như vậy, tại sao có 6 điểm vậy? Chứ giờ nhìn kỹ đây, cái bông hồng ở đâu có đều nhau đâu. Mà giờ các bạn nhìn phần dưới này nè. Trời ơi, quấn gì đâu, nhìn thấy gớm muốn chết luôn. Ở đây nè, có đẹp đẽ gì đâu, thấy gớm không? Đó, cái này bán ai đâu mà mua hả? 6 điểm là hơi nhiều rồi đó. Cuối cùng team con cái của mình cũng được một lần hạng nhất rồi. Vậy trong cuộc thi làm hoa trong clip này thì team bạn nữ hạng nhất. Yeah. Team nào hạng nhì quên rồi. Team em. Team hạng ba. Đây tất cả đi ra đây lãnh sữa. Yeah. Có sữa uống nữa rồi anh Vinh ơi. Hạng nhất sẽ được những cái thùng sữa cuôn trái cây bự nha. Cảm ơn anh Vinh. Hạng nhất. Dạ cảm ơn anh Vinh. Quá sữa luôn. Tiểu Phương nè. Vậy cảm ơn anh Vinh. Hạng nhì anh Vinh ơi. Hạng nhì anh Vinh. Cảm. Hạng nhì anh Vinh ơi. Rồi hạng nhì là những cái hộp này đây. Đó. Cảm. Cảm ơn anh Vinh ơi. Hạng áo. Hạng bét nữa cảm ơn anh. Hạng bét là những cái thùng nhỏ nhỏ này nè. Rồi phát ra đi. Quá đã luôn. Rồi. Rồi, vui chưa? Vui. Rồi, video đến đây là kết thúc thôi. Và những bạn nào mà theo dõi cái clip này từ A tới Z á, thì các bạn đã thừa hiểu được cái cách làm hoa như thế nào rồi. Thì hy vọng các bạn sẽ thực hiện nó ở trong mùa Tết này để mà làm ra những cái chậu hoa đẹp đẹp nào mình tặng cho mẹ. Thử coi mẹ có khen mình không, đúng không? Thôi video kết thúc nè. Bye bye nha. Bye bye.